Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nóng đứng nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu Makita nha. Đó, mã số của em này là MDE350 nha mọi người. Đó, hàng hệ đời mới nha mọi người. Em này có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ chốt e tự động nha mọi người. Đó, và đặc biệt là em này được thiết kế cho mình các bộ nhúng lò xo nha anh em. Đó, nên là khi mà mình sử dụng ấy là mình cắt đè mạnh vào cây là nó đỡ bị tê tay rung tay mọi người. Đó, hàng hệ đời cao ha. Thôi, em này được ráp lam latin, tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây là 35 cm, xích được sử dụng xích chung 91. Đó, lam được ráp lam latin này, xích được ráp xích mới nên là anh em yên tâm sử dụng ha. Đầu có tỏa nhiệt nha mọi người. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc nhá, vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích tại má ốp lam này anh em. Đây nó còn vít dẹp này, đó là cái tăng xích ha. Bên phía mặt hông tay cầm này đều dập chữ Makita này anh em ha. Đó, em này được sản xuất tại Đức nha mọi người, Makita ha. Đó, lốc mặt tiền đây, lốc hợp kim nha mọi người. Đó, tình trạng máy là độ chạy chuộng rất là ít này. Đó. Máy là rim nguyên bản nha mọi người, bảo hành bao lột lòng 12 tháng, dàn lốc đây rất là đẹp anh em ha. Hàm rồng có hàm rồng này. Đó, hàm rồng sắc nhọn nha mọi người. Đề bô này là thiết kế cho mình đề bô giảm thanh này, nên là âm thanh phát ra là nó cũng đỡ bị rè ré nha mọi người. Đó, bên phía chụp giật thì tem mạc còn nguyên, đặc biệt biệt là có trợ lực này, nên là những chú nào có tuổi mình sử dụng mẫu này cũng rất là vừa tầm ha, giật kéo nhẹ là nổ nha mọi người. Bên cạnh được hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu, nắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt, nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem nhé. Em này nói chung còn rất là đẹp nha anh em, nên là anh em xài rất ổn định ha. Đây, màn lọc được thiết kế cho mình là một màng lọc lưới nha mọi người, ốp kín tuyệt đối từ trên xuống dưới luôn. Đó, chống bụi tuyệt đối vào bình xăng con và đầu nòng nha mọi người. Đó, thiết kế thì không khác gì cái mặt nạ siêu nhân luôn anh em thấy. Đó, rất là hài luôn. Đấy, màn lọc là thiết kế 3 phía nha mọi người. Đó, chế đây nha mọi người, rất là đẹp nhá. Đó, từ các con ốc này, từ các lò xo anh em thấy không? Thế mới kít luôn nha mọi người. Rồi giờ sẽ ráp vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Giá của em Makita này là 3.400.000 đồng, được ráp lam latin và xích mới nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video mình nhắn tin qua Zalo nha. Đó, bên sẽ gửi chi tiết cho người xem nhé. Giờ em sẽ khởi động ha. Bây giờ anh em kít luôn. Cam đi rất là êm. Kéo nhẹ nổ nhé. Chú nào mà có tuổi mình thích một em máy tầm trung hạ gốc cây trong gia đình vườn nhà mà muốn nhẹ nhàng nhạy nổ thì sử dụng em này ha. Nó có trợ lực lên là cũng kéo nhẹ nhàng, không cần dùng lực nhiều nha mọi người. Thích nhẹ là nổ nhé. Makita MDE350 giá là 3.400.000 đồng, được ráp lam latin xích mới. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.